xin chào các bạn à, trong uh, cái clip ngày hôm nay đó thì uh, mình sẽ nói những cái cơ bản về biến áp sung uh, trong tiếng anh thì uh, mình sẽ dịch ra là fundamentals of uh, switch mode transformer thì uh, trong cái phạm vi bài viết về biến áp sung đó mình sẽ chia ra làm 6 phần uh, tuy nhiên uh, cái clip hôm nay thì mình chỉ nói về 4 phần đầu tiên Uh, hai phần còn lại thì mình sẽ dời qua một cái clip khác uh, vì uh, nó cũng tương đối khá phức tạp do đó mình không có muốn dồn lại hết trong một cái bài thì uh, trong cái phần thứ nhất thì mình sẽ muốn nói về biến áp sung là gì uh, phần thứ nhì là những cái mô hình cơ bản của một uh, con biến áp sung phần thứ ba là một cái phần cũng rất là quan trọng đó là chúng ta đi vào cái ngành về ngành tư học thì chúng ta cần phải nắm vững những cái danh từ để chúng ta mới hiểu được chúng ta đang nói về cái gì phần thứ tư là mình đưa ra một cái mô hình điện à, tương đương của một con biến áp sung là một cái mô hình tương đối khá phức tạp hai cái phần còn lại thì à, mình sẽ nói trong một clip khác là mình đưa ra những cái phương trình cơ bản trong cái ngành biến áp sung à, và sau đó thì mình đưa ra một cái thí dụ cho một cái mạch push-pull để các bạn dễ thấy hơn bây giờ thì mình sẽ nói về biến áp sung là gì nếu mà chúng ta muốn nói về biến áp sung đó, nó là một cái con linh kiện nằm trong những cái hệ thống những cái mạch nguồn sung à, mạch nguồn sung trong tiếng anh được gọi là switch mode uh, power supply thường người ta hay viết một cái chữ tắt là smps thì cái nguyên tắc của một cái mạch nguồn sung là gì nó chuyển những cái nguồn điện ac ra thành những cái nguồn điện dc và nó chạy ở cái tần số rất là cao ở cái thập niên vài chục năm về trước đó thì mình không có những cái hệ thống nguồn sung này nhiều chúng ta chỉ đưa những cái nguồn giống như là 50 hạt, 60 hạt 110 hay là 220V mình qua những cái con biến áp sắt rồi mình chuyển ra những cái nguồn điện DC à, tuy nhiên cái dạng này nó tương đối khá lỗi thời rất là ít dùng trong những cái thập niên hôm nay à, sau đó thì người ta tìm ra những, những cái hệ thống nguồn sung chạy ở cái tần số rất là cao thì những cái đặc tính của những cái hệ thống nguồn sung là như thế nào vì cái tần số chạy quá cao trung bình có thể từ 100.000 Hz 50.000 hạt 100.000 Hz hay lên tới 2 300.000 Hz cũng có luôn nó làm giảm thiểu lại cái size tức nghĩa là cái kích thước của cái mạch mình rất là nhiều à, ngoài ra chính với cái điểm đó, đó thì cái độ nặng của nó cũng giảm thiểu đi rất là nhiều một cái điểm ưu điểm khác của những cái mạch nguồn sung là gì à, về cái hiệu suất của nó rất là cao cao hơn rất nhiều so với những cái hệ thống mà giống như chúng ta nói là những cái nguồn 50 hay là 60 hạt đưa qua những con biến áp sắt thì cái nguyên tắc của một con biến áp sung là như thế nào nó convert vượt có nghĩa là nó chuyển một cái nguồn điện DC ra một cái nguồn điện DC thấp hơn hay là lớn hơn tùy theo chúng ta muốn thiết kế như thế nào chúng ta có thể ra nhiều nguồn điện khác nhau và nó dùng những cái con component là những con linh kiện xung những con linh kiện tạo xung như là con phép và chúng ta tạo ra những cái hiện tượng băm xung vào trong trong con biến áp xung này và nó chạy ở các tần số tương đối khá cao vài chục ngàn hạt vài trăm ngàn hạt cũng có luôn một cái đặc tính khác nữa đó là cái nguồn vào của mình á, thì nó là một cái nguồn không có được điều điều hòa, không có được điều chỉnh và không có chính xác. Nó có thể lên xuống tùy theo cái nguồn mình đưa vào. Nhưng mà sau khi mà mình đưa nó ra bên ngoài đó và mình có những cái hệ thống hồi tiếp đó, nó sẽ ra những cái điện áp rất là chuẩn và không có thay đổi nhiều. Và cuối cùng là con biến áp sung nó có khả năng tạo ra nhiều cái điện áp. Chúng ta có thể Chuyển một cái nguồn điện từ 220V hay 110V sang ra những nguồn điện DC như là 12V, cộng 5V, trừ 5V. Hoặc là chúng ta ra những cái nguồn điện lên tới 500 hay 1000V cũng được luôn, hoặc là hơn nữa luôn cũng có thể được. Và dưới đây là một cái mô hình của một con biến áp sung. Ở bên tay trái các bạn thấy là một cái con linh kiện biến áp sung chỉ với kích thước chừng vài cm, 2 3 cm các bạn có thể tạo ra những cái công suất mạch lên tới vài trăm watt dễ dàng. Và bên tay phải mình làm một cái sơ đồ hình rất là đơn giản mà các bạn ngay cả khi học ở trong những cái trường trung học chúng ta cũng có thấy qua những cái sơ đồ này rồi. À, bên tay trái của mình sẽ là cái sợi dây quấn sơ cấp trên một cái lõi ferrite của mình và bên tay phải sẽ là một cái sợi dây thơ cấp. Thư cấp. À, nếu các bạn có nhiều cái nguồn điện áp ra thì chúng ta sẽ có thêm nhiều cái sợi dây ở bên thứ cấp nữa đó là một cái mô hình rất là cơ bản của một cái còn biến áp nói chung à. bây giờ thì mình đi vào những cái danh từ trong cái ngành được gọi là ngành từ học đây là một cái ngành tương đối khá phức tạp và nó tương đối khá trừu tượng một cái điểm đầu tiên đó là khi mà các bạn nói về một con biến áp đó thì chúng ta phải nắm vững những cái cơ bản như là cái số dòng dây quấn lúc đầu thì người ta hay gọi là NP1, NP2 là cái số dòng dây quấn ở bên sơ cấp. Hai nữa là chúng ta nói những cái dòng dây quấn ở bên thứ cấp. Như vậy ở trên này là sơ cấp và ở dưới sẽ là thứ cấp. Ngoài ra khi mà các bạn lấy sơ cấp các bạn chia cho thứ cấp Uh, hoặc là ngược lại thì chúng ta gọi cái đó được gọi là cái tỷ lệ của nó cái tỷ lệ giữa sơ cấp và thứ cấp hoặc là ngược lại hai cái uh, điểm rất là đặc biệt trong những cái con biến áp sung đó là cái magnetic field tức là cái từ trường của nó và cái đơn vị của nó sẽ là B cái công thức liên hệ giữa cái từ trường và cái cường độ của từ trường của mình là H là B sẽ bằng mu nhân cho H H chính là cái độ từ thẩm à, được để ý này. Và sau đó nữa là chúng ta phải nói khi mà chúng ta có những cái từ trường bên trong đó nó, nó sẽ có những cái độ từ thông đi ngang qua đó nó gọi là magnetic flux. Thì một cái phương trình của cái ông Faraday đưa ra đó là ông nói là flux có một cái phương trình là bằng với lại cái từ trường của mình nhân cho cái diện tích lỗi là cái độ đi ngang qua cắt ngang qua cái lỗi của mình khi mà chúng ta nói diện tích lõi là cái chân ngay bên giữa của cái lõi của mình cái đơn vị của cái flux á, nó dùng sẽ là gauss và có khi người ta dùng cái đơn vị là tesla bây giờ nếu mà chúng ta nói về những cái lõi mà được dùng trong những con miếng áp sung nó thường là những cái lõi được gọi là ferrite. nó có rất là nhiều dạng khác nhau tùy theo những cái hợp chất của mình làm như thế nào những cái lõi này á, nó chuyện sẽ có những cái khả năng của nó là nó chịu được những cái độ từ thông lên tới một cái điểm nào đó và nó sẽ bị bão qua thì cái điểm đó chúng ta gọi là điểm từ thông bão qua ở trong tiếng anh mình sẽ dùng cái chữ là flux saturation và cái độ cái đơn vị mà bão qua của nó nó trung bình có thể xuống tới 3.000 gauss hoặc là lên tới 5.000 hay là 6.000 gauss tùy theo cái loại lõi nào mà mình xài đó là một cái điểm rất là quan trọng. Khi mà các bạn làm cho cái con uh, biến áp của mình nó bị bão hòa đó. Uh, nó có tạo ra một cái hiện tượng giống như là một cái hiện tượng gọi là đoạn mạch. Bây giờ cái phần thứ 8 đó mình nói là air gap. Tức có nghĩa là cái độ hở, cái gap là cái độ hở, cái khe hở của những cái con biến áp của mình. Uh, có nhiều khi các bạn uh, ghép hai cái con e cái loại e lại với nhau đó và các bạn mài những cái chân bên giữa của nó thì nó sẽ tạo ra những cái khe hở đó và tùy theo cái góc độ của mình mài nó như thế nào thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái độ từ thẩm ở trên cái con cái loại đó của mình. Cái đơn vị mà hồi nãy mình nói đó, dùng trong cái độ từ thông của mình đó là cái đơn vị gauss. À, người ta viết chắc, viết tắt là cái chữ G, chữ g. Ngoài ra một cái đơn vị khác nữa là ông Tesla, ông cũng nghiên cứu về cái ngành từ trường này và ông đưa ra một cái đơn vị là Tesla. Thì cái sự liên hệ giữa cái đơn vị Tesla với cái đơn vị Gauss là một Tesla sẽ bằng 10.000 Gauss. Bình thường thì mình hay dùng cái đơn vị Gauss nhiều hơn. Và từ thẩm thì mình có nói lúc nãy là tùy theo cái lỗi của mình như thế nào, nó sẽ có những cái độ từ thẩm khác nhau. Nếu các bạn coi những cái bài lúc trước mình có nói những cái lỗi E25 đó thì mình có đề cập về những cái độ từ thẩm của một cái lỗi. Những cái lỗi này đó họ hay cho chúng ta cái độ từ thẩm là khoảng bao nhiêu để các bạn có thể xác định được và chúng ta có thể thiết kế được dễ dàng. Thì ứng với những cái độ từ thẩm đó nó những có những cái đơn vị khác như nó gọi là cái độ từ thẩm ban đầu cái đơn vị của nó sẽ là mu i mu i hoặc là chúng ta gọi là mu zero là cái độ từ thẩm trong chân không và cái giá trị của nó đã cho sẵn rồi là 0,422 pi, pi là 3.1416 nhân cho 10 lý thừa trừ 7. Bây giờ khi mà chúng ta nói về biến áp sung đó thì có những cái điểm cho một cái lỗi ferrit mà các bạn cần phải nắm vững. Đó là cái diện tích lỗi là một và những cái đơn vị mà nó hay xài đó là AE hoặc là AC thì cái đơn vị của nó sẽ là cm bình phương và là chúng ta cái điểm thứ nhì nữa đó là cái diện tích khung là bên trong của cái lõi của mình nó nó hay dùng uh, cái đơn vị là W, là a là cái diện tích khung ngoài ra chúng ta có một cái khác nữa được gọi là thể tích của cái lõi của mình thể tích của lõi thì nó hay dùng là ve tại chúng ta cần những cái giá trị này để chúng ta tính toán ra được những cái độ bảo hòa của mình sẽ như thế nào ở những cái điểm nào và rất là quan trọng khi mà các bạn muốn thiết kế một cái con biến áp su. Bây giờ mình sẽ nói về cái phần về được gọi là magnetizing inductance tức là khi mà các bạn quấn ở bên trên một cái lõi đó và các bạn quấn khoảng 10 giây hay là 100 giây gì đó mà các bạn dùng một cái máy đo đó các bạn sẽ thấy Chúng ta sẽ đo được một cái đơn vị về cái độ cảm của nó. Chúng ta gọi đó là cái độ cảm sơ cấp. Và cái giá trị này cũng rất là quan trọng. À, trong tiếng Anh thì hay dùng là Magnetizing Inductance. Ngoài ra đó thì uh, trong một cái lõi, chúng ta vẫn lúc nào chúng ta sẽ có những cái độ được gọi là độ cảm rò hoặc là những cái dung kháng rò bên trong đó. À, đó là những cái giá trị được liệt uh, kê bên trong này. Một chút nữa thì mình sẽ có cái mô hình phức tạp thì các bạn sẽ thấy nó rõ hơn. Bây giờ cái phần cuối cùng là mình nói về những công sức thất, cái công suất thất thoát của một cái lỗi trong cái con biến áp sung. Nó tương đối có khá nhiều cái dạng phức tạp hơn. Tuy nhiên mình sẽ chỉ tập trung hai cái chánh mà thôi. Đó là cái core loss, tức có nghĩa là cái độ thất thoát trong cái lỗi của mình. Tùy theo cái thể tích của mình xài, cái loại mình xài là như thế nào và cái tần số sung của mình chạy ở đâu nó sẽ tạo ra cái độ thất thoát của cái loại của mình đang xài và cái phần thứ nhì là cái phần cũng tương đối đơn giản đó là copper loss tức nghĩa là khi mà chúng ta quấn một sợi dây chúng ta có một cái điện trở của nó nếu mà các bạn nhân với cái dòng điện đi ngang qua đó thì các bạn sẽ ra một cái dùng một cái phương trình là dòng điện bình phương nhân cho cái điện trở chúng ta tìm ra được cái công sức thất thoát do những cái sợi dây đồng của mình quấn ở trên đó đó là những cái điểm chánh mà các bạn nên nắm vững khi mà chúng ta làm về cái ngành về từ học này. Thì ở dưới đây là một cái mô hình điện tử của con biến áp sung. Nếu mà các bạn muốn vẽ chính xác của nó thì đây là một cái mô hình của một con biến áp. Nó không có còn đơn giản như cái mô hình lúc trước nữa. À, khi các bạn thấy thứ nhất là chúng ta có một cái lỗi giống như là chúng ta quấn chẳng hạn như là 100 dây bên sơ cấp, 10 vòng ở bên thứ cấp à, Ngoài ra chúng ta có những con điện trở của sợi dây đó, bên tay phải chúng ta cũng có những con điện trở đó Thì à, tương ứng với đó chúng ta có những cái độ cảm rò ở bên sơ cấp cộng với cái độ cảm rò ở bên thứ cấp Ngoài ra thì khi mà các bạn đo ngang qua một cái lõi bên sơ cấp đó chúng ta thấy có một cái độ cảm, độ từ cảm của nó đó thì đó chính là cái magnetizing inductance để hồi nãy mình có đề cập đến cái danh từ đó đó là ở đây, nó nằm bên trong đó của nó. Bây giờ để kế những cái điểm kế đến là gì khi mà chúng ta sẽ tạo ra một cái lõi như vậy đó chúng ta quấn giữa sợi dây này qua sợi dây kia đó chúng ta sẽ có những cái tụ rò của nó nó nằm những cái dung kháng nằm bên trong đó mà chúng ta không thấy được nó không có nhiều lắm nhưng mà nó cũng sẽ ảnh hưởng và nó sẽ tạo ra những cái nhiễu sống bên trong những con miếng áp sung của mình một cái con điện trở đây mình thấy các bạn thấy để cái giá trị là AE này đây chính là cái độ thất thoát ngang qua cái con lõi của mình mà mình nói lúc nãy được gọi là core loss. Đó là những ở trong cái mô hình này đó, nó diễn tả được hết tất cả những cái gì mà liên hệ với lại một con biến áp bên trong này của mình thì đến đây là chấm dứt cho cái phần giới thiệu đầu tiên về những cái cơ bản của một con biến áp sung như thế nào để các bạn có thể có những cái khái niệm đầu tiên trước trong những cái phần sau thì mình sẽ đi thêm vào chi tiết về những cái phương trình mà các bạn cần nên nắm vững Cảm ơn các bạn đã theo dõi và mình sẽ gặp lại trong một cái clip